Xin chào quý vị và các bạn đã theo dõi thông tin mạng xã nóng nhất trên kênh YouTube tạp chí Việt Times. Quý vị thân mến, liên quan đến vụ nổ súng tấn công hai trụ sở Ủy ban nhân dân tại Đắk Lắk, đến nay lực lượng công an đã bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng trực tiếp tham gia vào vụ việc. Đặc biệt, toàn bộ số cầm đầu đều bị bắt giữ và thu được nhiều vũ khí gồm vũ khí quân dụng, vũ khí tự chế. Đây là sự nỗ lực rất lớn của lực lượng chức năng, chính quyền các cấp Đặc biệt, không thể không nhắc đến vai trò, sự giúp sức của quân chúng nhân dân thành lũy vững chắc trong việc tố giác, vây bắt các đối tượng bảo vệ buôn làng. Hùng hán, liều lĩnh, tàn bạo là những gì người dân nói về hành động của các đối tượng dùng súng, dao, bom xăng, liều đàn tấn công vào hai trụ sở ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Cờ Tua, huyện Cơ Quyên vào ngày 11 tháng 6. Được biết, các đối tượng tham gia vụ tấn công vào trụ sở ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Cờ Tu đến từ nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Sau khi tấn công trụ sở ủy ban nhân dân xã và gây ra vụ việc, các đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường, lần trốn vào các khu đồi, rừng, dãy vắng. Nghiêm trọng hơn, trên đường tẩu thoát, chúng sẵn sàng ra tay sát hại người dân với thái độ hung hãn, manh động. Do không quen địa hình tại huyện Cơ Quyên, nên sau khi gây ra hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, bị lực lượng chức năng cản quét, nhằm đối tượng tháo chạy tản ra nhiều nơi. Tuy nhiên, với sự giúp sức của người dân, các tin nhắn, cuộc gọi dồn dập thông báo khi phát hiện đối tượng khả nghi, người người nhà nhà sẵn sàng phục kích, truy đuổi, quyết tâm bắt giữ các đối tượng. Theo thượng tá Nguyễn Văn Dương, phó trưởng phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh Đắk Lắk, ngay khi xảy ra sự việc, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của bộ Công an và ban giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk, lực lượng công an Đắk Lắk đã vào cuộc mạnh mẽ, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức các chốt chặn bảo vệ hiện trường, xâm mình nhanh, tích cực ngày đêm điều tra, đấu tranh, trên tinh thần quyết tâm cao độ, phải truy bắt hết tất cả các đối tượng, làm rõ toàn bộ nguyên nhân, động cơ, mục đích, diễn biến, tính chất, mức độ, hành vi của từng đối tượng. Nhiều người dân sau khi biết được sự việc đã cảnh giác, phát hiện, tin báo, tố giác, tìm kiếm, vây bắt, giúp đỡ nhiệt tình cùng lực lượng công an các cấp để nhanh chóng truy bắt các đối tượng. Ông Nguyễn Văn Tư, thôn trưởng kiêm tổ trưởng tổ an ninh tự quản thôn 6, xã Ea Bờ Hốc cho biết. Sáng ngày 11 tháng 6, sau khi nghe thông báo của ban nhân dân xã Ea Bờ Hốc, ông đã thông báo về vụ việc và đặc điểm của nhóm đối tượng để bà con cảnh giác. Vận động nhân dân không có việc gì quan trọng thì không ra khỏi nhà. Phát hiện có đối tượng lạ thì báo cáo ngay cho thôn, xã hoặc lực lượng chức năng. Người dân trong thôn sau khi nghe thông báo thì đồng loạt ở nhà và luôn cảnh giác cao độ. Đến chiều ngày 11 tháng 6, một hộ dân trong thôn phát hiện có hai đối tượng đeo ba lô băng qua cánh đồng theo hướng từ thôn 24, xe An Ninh, huyện Cô Quyên, sang thôn 6 và báo ngay cho thôn trưởng. Ông Tư đã thông báo trên loa phát thanh về việc phát hiện hai đối tượng và kêu gọi vận động nhân dân cảnh giác, đồng thời báo cáo đến công an xã. Kỳ loa phát thanh thông báo nhân dân trong thôn cầm dao, dựa lập tức ra đường về bắt đối tượng. Một đối tượng nhảy xuống ngao trốn, Người dân khi phát hiện vị trí đã nhảy xuống ngà bát, trói và giao cho lực lượng chức năng. Một tên khác chạy thoát, nhân dân thôn 6 đã chạy xe máy đuổi theo và cùng nhân dân thôn 24, xã E An Ninh bắt được đối tượng ngay sau đó. Ông Nguyễn Văn Tư xúc động cho biết, người dân với dụng cụ thô sơ, song khí thế sụp sôi, khi nghe thông báo đã lập tức vây bắt, khống chế và giao nộp đối tượng cho lực lượng công an. Tuy biết các đối tượng có vũ khí nguy hiểm, song với tinh thần đoàn kết, ý chí đấu tranh phòng chống tội phạm, bà con đã quyết bắt bằng được đối tượng. Tại xã Ea Ninh, bà con đã đồng lòng cùng hỗ trợ truy quét và bắt được 4 đối tượng. Theo ông Đê, người dân xã Ea Ninh chia sẻ, khi phát hiện có đối tượng khả nghi trốn trong vườn, người dân lập tức thông báo, hô hào cùng truy đuổi. Rất may là các đối tượng không còn súng. Sau khi quan sát thấy bọn chúng chỉ dùng dao dựa dài khoảng 50cm, bà con đã lao vào khống chế và bắt giữ, giao nộp cho lực lượng chức năng điều làm ông đê ấn tượng là người dân không kể già trẻ trai gái rất sôi sụp cầm gậy hô hào và quyết bắt bằng được không để đối tượng chạy thoát bên cạnh việc hỗ trợ về bắt bà con còn tích cực thông báo với chính quyền và lực lượng chức năng khi phát hiện trường hợp khả nghi chính sự nhiệt huyết đồng lòng hỗ trợ nhân dân đã làm nên sức mạnh tổng hợp giúp lực lượng chức năng triển khai hiệu quả công tác truy quét các đối tượng đảm bảo sự an toàn cho cộng đồng anh Đê, chú tại xã E An Ninh cho biết, khi nghe thông tin về vụ việc, anh xin nghỉ việc 3 ngày để cùng nấu cơm, tiếp sức cho các tổ chốt chặn và lực lượng chức năng. Anh cũng đã nhiệt tình góp sức, cùng bà con truy đuổi bắt bằng được các đối tượng khi xuất hiện tại địa bàn xã. Anh chia sẻ, là công dân Việt Nam, là một người trẻ, tôi thấy bản thân có trách nhiệm tham gia bảo vệ xóm làng, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Tôi chỉ mong muốn là truy bắt các đối tượng càng nhanh càng tốt để người dân không hoang mang, không gặp nguy hiểm, xóm làng sớm trở về trạng thái bình thường với cuộc sống bình yên, bà con nỗ lực làm ăn kinh tế. Do đó, tôi không ngần ngại, lo sợ mà quyết tâm tham gia truy bắt các đối tượng. Ông Nguyễn Kim May, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ea Cờ Tua chia sẻ, khi vụ việc mới xảy ra, nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã rất hoang mang, lo sợ. Nhưng với sự vào cuộc khẩn trương của chính quyền và lực lượng chức năng cùng công tác tuyên truyền, vận động kịp thời, bà con đã yên tâm, đánh giá cao hiệu quả công tác truy quét, chốt chặn. Đồng bào thường xuyên cung cấp thông tin, trong đó có những thông tin quý giá giúp lực lượng chức năng xác định được vị trí, tình hình và truy bắt thành công các đối tượng. Đến nay, cuộc sống ở xã đã trở lại trạng thái bình thường. Xã đang khẩn trương khắc phục hậu quả, giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân. Trường phòng nội vụ huyện Cơ Quyên, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Ủy ban nhân dân huyện đang triển khai đến các phòng, ban để tham mưu, lập danh sách đề nghị biểu dương những tập thể cá nhân đã trực tiếp tham gia vây bắt các đối tượng. Qua công tác biểu dương, khen thưởng, huyện mong muốn động viên, khích lệ tinh thần cũng như khuyến khích nhân dân tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong thời gian tới. Thưa quý vị, bên cạnh việc chung tay với các cơ quan chức năng tham gia bắt giữ các đối tượng gây ra vụ việc, người dân ở Đắk Lắk còn xây dựng những bếp cơm nghĩa tình và nấu hàng trăm suất ăn mỗi ngày gửi đến các cán bộ, chiến sĩ đang căng mình ngày đêm làm nhiệm vụ. Với mong muốn là hậu phương vững chắc cho các chiến sĩ đang ngày đêm canh gác bình yên cho người dân nơi đây. Sau sự việc nhóm đối tượng gây mất an ninh trật tự ở huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, cuộc sống đã trở lại trạng thái bình thường. Các sinh hoạt xã hội diễn ra không có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, để bảo vệ sự bình yên cho nhân dân, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương vẫn đang tổ chức các chốt chặn ngày đêm canh gác. Thấu hiểu sự vất vả của các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ ở huyện Cư Quyên, một nhóm bạn trẻ đã kêu gọi sự ủng hộ, đóng góp để nấu cơm miễn phí cho các chiến sĩ. Hành động đẹp này nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của nhiều người. Bà con đặt tên cho bếp cơm này là Hậu Phương Thời Bình. Có gì góp đó, vài kg gạo, dầu trứng hay thậm chí vài bó củi đều thắm đượm tình quân dân sau quá trình vận động, đã có hơn 10 tổ nấu ăn. Mỗi tổ từ 20 đến 30 người được thành lập chỉ trong vài ngày qua với hàng nghìn suất cơm nghĩa tình đã được trao đến cho các chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ trên địa bàn huyện Cư Quyên. Bà Tống Thị Tươi, chú phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột chia sẻ. Sau khi nghe thông tin ở huyện Cư Quyên xảy ra vụ việc, lực lượng công an phải căng mình ngày đêm bảo vệ hiện trường, truy bắt các đối tượng để đảm bảo bình yên cho nhân dân bản thân đã phối hợp với một số bạn bè quyên góp một số lương thực, thực phẩm, nước uống mang đến ủng hộ cho lực lượng công an đang làm nhiệm vụ. Chỉ mong rằng góp một phần nhỏ bé để động viên tinh thần cho đồng chí nhanh chóng truy bắt các đối tượng, mang lại bình yên cho buôn làng. Còn bà Nguyễn Thị Lê, 70 tuổi, chú thôn 12, xã Ea Cờ Tua cho hay, thấy các chiến sĩ ngày đêm truy bắt tội phạm rất gian nan và vất vả, Bản thân bà đã cùng bà con trong thôn lập bếp nấu cơm để tiếp sức cho các chiến sĩ. Theo bà Lê, việc nấu cơm cho các chiến sĩ được tổ chức ngay trong nhà bà. Kinh phí để nấu cơm cho các chiến sĩ là bà con tự quyên góp. Ngoài ra, chùa ở địa phương biết bà con nấu cơm cho các chiến sĩ cũng xin ủng hộ. Bà Lê cho biết thêm, ngoài bữa ăn chính của bếp nhà tôi một số hộ còn nấu bữa sáng làm bánh mì gửi các cán bộ chiến sĩ để họ có sức truy quét những đối tượng gây ra vụ việc đau thương trước những tình cảm của nhân dân thượng tá diêm công toàn trung đoàn trưởng trung đoàn cảnh sát cơ động tây nguyên rất cảm kích thượng tá toàn cho hay trước khi xuất quân đi anh và đồng đội rất lo lắng vì những đối tượng này nguy hiểm manh động ẩn nấp khôn lường và có thể gây nguy hiểm cho bà con tuy nhiên những hộp cơm, những chai nước, hộp bánh chăn chứa tình quân dân đã phần nào tiếp thêm sức mạnh, cổ vũ lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ hơn nữa thưa quý vị các bữa cơm của các chiến sĩ không chỉ có thịt, trứng, rau mà chứa trong đó còn cả tình thương và sự sẻ chia, đóng góp của bà con những việc làm cụ thể, thiết thực của người dân nơi đây có thể phần nào khẳng định tinh thần đoàn kết, tình cảm quân dân một lòng tại mảnh đất tây nguyên nhờ có sự đồng tình, hỗ trợ của nhân dân chỉ trong thời gian ngắn, hầu hết các đối tượng tham gia vụ tấn công đã bị bắt. Điều này khẳng định sự tin yêu, đoàn kết của nhân dân dành cho Đảng, nhà nước cho sự bình yên của Tổ quốc. Đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết. Những thông tin mới nhất về sự việc sẽ được chúng tôi cập nhật trong các video sau. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.